Thưa quý vị và các bạn, Minh Hóa là huyện vùng cao biên giới nằm về phía tây bắc tỉnh Quảng Bình, là nơi tù sơn và cũng là nơi xuất thủy, là địa bàn cư ngụ của nhiều tộc người thuộc ba dân tộc Kinh, Chít và Bru Vân Kiều. Vùng giao thoa của nhiều nền văn hóa nên Minh Hóa là chiếc nôi sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc miền hương rừng gió núi. Các loại hình văn hóa văn nghệ dân gian ấy đang được gìn giữ bảo tồn trong cộng đồng dân cư và từng bước phát huy giá trị trong xây dựng quảng bá hình ảnh của vùng quê Minh Hóa kỳ thủ xưa nay. Xanh mật ngọt thắm tình nước non. Câu ca mượt mà sâu lắng ấy cứ ngân nga theo hành trình của chúng tôi lên với vùng đất Minh Hóa lắm núi nhiều đồi, với cây rừng ruộng lúa nương ngô xanh ngút ngàn tầm mắt. Nơi ấy không chỉ hấp dẫn người phương xa bởi cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ kỳ thú, không chỉ làm ai đó sao lòng bởi mây ngàn gió núi, mà còn nhữ chân lữ khách bởi các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú và những tập tục sinh hoạt văn hóa riêng có của cư dân bản địa. Ông Đinh Xuân Đình, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam huyện Minh Hóa, là người nặng lòng với vốn cổ của quê hương. Ông vừa là người sưu tầm, vừa chịu trách nhiệm biên tập bộ sách khảo cứu, biên soạn mang tên Văn hóa văn nghệ dân gian huyện Minh Hóa. Một số loại hình nghệ thuật dân gian của đồng bào nguồn đã được đề cập trong tập 1 của bộ sách này. Văn hóa dân gian nghệ nguồn thì không nơi nào có, và nó xuất phát từ cái cuộc sống lao động sản xuất và chiến đấu qua các thế hệ, qua các thời kỳ mà làm nên. Và hiện nay đang còn gìn giữ, vấn đề quý nhất đang phát huy và gìn giữ ở trên địa bàn huyện Minh Hóa. Mà các cái thế hệ là nghệ nhân ấy đã truyền dạy cho lớp trẻ. Xã Yên Hóa được xem là nơi hội tụ nhiều làn điệu dân ca của huyện Minh Hóa, nổi tiếng với thể loài hát nhà trò. Hát nhà trò được tổ chức vào ngày rằm tháng 3, rằm tháng Chạp, dịp hồi làng, lễ Tết. Trước đây, người dân Yên Hóa chỉ biết hát nhà trò theo lời cổ. Dần ra, những hạt nhân văn nghệ ở địa phương đã tìm tòi, sáng tác lời mới dựa trên nền nhạc cổ, có nội dung phù hợp hơn với đời sống sinh hoạt sản xuất của cư dân sở tại. Câu lạc bộ hát nhà trò xã Yên Hóa, từ khi thành lập đến nay, luôn duy trì sinh hoạt định kỳ. Thông qua sinh hoạt, họ truyền dạy cho nhau các làn điệu và xây dựng các chương trình biểu diễn. Về Minh Hóa, ngoài nghe hát nhà trò, chúng ta còn được thưởng thức men say trong từng câu hát đúng hát ví. Đây là lối hát giao duyên của nam và nữ. Vì thế,
những câu hát đúng ví thường có dòng điệu uyển chuyển, chứa chan tình cảm tha thiết mặn nồng. Cũng như hát giao duyên, với âm điệu thiết tha, đầm sâu tình yêu thương là những bài hát ru của người nguồn Minh Hóa. Ngoài những lời ca gần gũi với trẻ nhỏ, những bài đồng giao dễ nhớ, dễ hát để ru con trẻ theo cánh võng đi vào giấc mơ, còn có những lời ru giải bày nỗi lòng trắc ẩn của người phụ nữ. Một hình thức sinh hoạt nghệ thuật dân gian khác gắn bó lâu đời với người nguồn Minh Hóa và cũng tồn tại ở các địa phương khác của tỉnh Quảng Bình, đó là hát sắc bùa. Hát sắc bùa của người nguồn Minh Hóa thường được tổ chức vào dịp Tết. Phường hát đi đến từng nhà để hát chúc sang năm mới, gia đình gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Chứ kẻ lịch người khôn lặng nghe tôi vào trong. Bước chúc thành công, bước chúc thành công. Bước vào đầu của tích của tam tông. Trận tôi mang lên vai đánh bên ta kêu rất tầm tầm. Trận tôi đánh cho bên hầu kêu rất tầm bông. Trận tôi đánh cho non sông thịnh vượng. Trận tôi đánh cho phú quý vinh hoa. Trận tôi đánh cho gian tà thiệp thư. Trận tôi đánh cho có kẻ ưng trực trước ngò môn. Trận tôi đánh cho tuổi thọ kháng ninh. Trận tôi đánh cho tài. Độc đáo và luôn khơi dậy trí tưởng tượng và sự hứng khởi của du khách mỗi khi có dịp về với hồi rằm tháng 3 Minh Hóa chính là làn điệu hò thuốc cá. Hò thuốc cá bắt nguồn từ công việc giã thuốc cá tập thể. Mọi người trong quá trình cùng nhau giã nhỏ rễ cây tèng để chế thành thuốc, thả xuống khe, suối, bắt cá. Đồng thời hò cùng nhau hò số. Hò thuốc cá có nhịp điệu linh hoạt khẩn trương theo nhịp chày giã thuốc. Khi hò, thường có những người hò cái và người hò con. Hò cái sướng và hò con số theo, về số bao giờ cũng sử dụng điệp khúc hôi lên là hôi lên, còn về sướng chứa đựng nội dung cuộc hát. Ngày nay, hò thuốc cá được diễn sướng trong nhiều lễ hội, chỉ khác là nhịp chay giã tèng được thay bằng nhịp vỗ tay của người trong cuộc vui. Đồng xanh mà núi biếc cơ ngân vang hò câu hò ôi lên là hôi lên chớ núi cao xanh thắm chạm rừng tràm chớ nương ngô mà xanh tốt cơ cao su mình vươn mình ôi lên là hôi lên long dân chung tay mà xây đắp cơ xa dây đai quang vinh quang hôi lên là hôi lên quê hương yên hoa đẹp vô vàn chờ lòng dân mà đoàn kết ơ sắt son lòng bốn lòng hôi lên là hôi lên một lòng chung thủy son sắt son chờ làm theo mà lời bác ơ tấm gương người sáng người hôi lên là hôi lên phật cao cờ đang quang vinh quang chờ nguyên một lòng mà son sắt ơ đứng dưới cờ đang quang vinh hôi lên là hôi lên. Ngoài vốn văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc phong phú của người nguồn,
trên những bản làng của người Khùa, người Mày, người Sách, người Rục, người Bờ Ru Vân Kiều, giữa đại ngàn xa xanh hùng vĩ, vẫn vút lên miên man tiếng khen be, tiếng sào pi, tiếng hát lăm làm lòng người say đắm. Những làn điệu dân ca chính là những sợi dây bền chặt neo giữ tình yêu quê hương bản quán, neo giữ nét bản sắc của các tộc người anh em trên vùng đất Minh Hóa. Thấy được cái điều kiện và giá trị của cái việc này cho nên chúng tôi đã làm việc với ủy ban nhân các xã và đồng thời có cái kiến công văn kiến nghị ủy ban nhân huyện và lãnh đạo huyện là tạo mọi điều kiện thuận lợi để mà thành lập các câu lạc bộ đàn hát dân ca của các xã, không nhất thiết là xã mà ở thôn ở bản vẫn là thành lập câu lạc bộ được. Thế cho nên là cơ sở đó để mà truyền dạy truyền tùng các làn điệu, truyền giao các làn điệu dân ca cho đến các thế hệ, các bậc tuổi trong toàn huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ trong trường học. Các nghệ nhân dân gian, những người đàn và hát dân ca tại các địa phương trong huyện Minh Hóa đa phần đều là những người cao tuổi. Họ đến với vốn cổ của cha ông bằng trái tim yêu nghệ thuật và trách nhiệm với cả cộng đồng. Song trong họ vẫn còn đó những nỗi niềm trăn trở. Trong cái hồi sóc bùa, tức là có thể là 7 cụ, 9 cụ, nhưng mà đều là cả cụ cả. Còn là cái tuổi thơ, cái tuổi trẻ, tức là không có. Chỉ có đồ, chỉ có một anh Dung, nhưng mà bữa thích thì tham gia, mà bữa không thích thì thôi. Còn là cái tuổi trẻ hiện giờ, tức là hầu hết, tức là nghe đó, nghe cái văn nghệ sóc bùa là thường rồi, họ không thích nữa. Thì thực tế đó mà là có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là vì thực tế nó mà nói bây giờ là những cái người mà họ để mà có thể hát được các làn điệu dân ca của quê hương thì hơi ít, cho nên là cũng hơi khó khăn trong chỗ đó. Và cái thứ hai là coi như là câu lạc bộ thành lập thì nói chung phần kinh phí thì chưa có gì cả. Trong các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Minh Hóa đã coi kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian là vốn quý, là tài sản tinh thần cần trân trọng, nâng niu, gìn giữ. Khai mở những giá trị tiềm ẩn của văn hóa, văn nghệ dân gian chính là cụ thể hóa phương châm của Đảng, coi văn hóa là nền tảng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Thường vụ huyện ủy đã giao cho hội di sản của huyện xây dựng các cái câu lạc bộ văn hóa, các lô di sản ở các xã để từng bước là sưu tầm, rồi là tái hiện, rồi là tổ chức là giao lưu giữa các câu lạc bộ về các cái làn điệu của Minh Hóa như là hò thục cá này, rồi là hát đúng giao duyên này, rồi là các cái làn điệu khác, và cũng là khuyến khích là các giới trẻ, các em thiếu niên, rồi các em là thanh niên mà có năng khiếu thì tham gia vào các câu lạc bộ để cái việc sưu tầm, rồi là cái việc tái hiện, rồi là cái việc thể hiện nó mang cái chất lượng ngày càng cao hơn và nó dễ đi sâu vào, thẩm sâu vào lòng người hơn. Năm 2009, cùng hang Đồng Tú Lan thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bắt đầu đưa vào khai thác dưới hình thức du lịch sinh thái mạo hiểm. Mỗi năm, cùm hang Đồng Tú Lan thu hút hàng nghìn lượt du khách, chủ yếu là du khách quốc tế. Nhằm phát huy tiềm năng du lịch của Tú Lan, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho cộng đồng địa phương, người dân xã Tân Hóa đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất từng bước đẩy mạnh du lịch cộng đồng. Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch mới ở tỉnh Quảng Bình. Đây là loại hình du lịch dành cho những du khách thích trải nghiệm. Tham gia du lịch cộng đồng, du khách sẽ ăn nghỉ tại nhà dân, sinh hoạt và lao động cùng với người dân để từ khám phá những nét văn hóa bản địa độc đáo. Nhận thấy vốn văn hóa văn nghệ dân gian nếu đưa vào trong chuỗi hoạt động du lịch cộng đồng sẽ mang lại nhiều lợi ích, tạo nguồn cảm hứng, sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Xã Tân Hóa đã xúc tiến thành lập câu lạc bộ đàn hát dân ca với các nhóm hát bội, hát ru, hát kiều. Tín hiệu đáng mừng này đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Phát huy cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ấy, là chúng tôi đã phối kết hợp với du khách
và lôi kéo họ lại đây và có thể phối hợp với họ trình diễn những cái làn điệu dân ca của tại quê hương Minh Hóa nói chung và của Tân Hóa nói riêng, trong đó có sắc bồ hát bội, và sẽ phát triển mạnh vấn đề du lịch tại gia để đến với nhân dân giả bồi ăn ốc, rồi là thực hiện những công việc mà nông dân nông thôn ở đây thường làm. Những câu hát dân ca trên vùng đất Minh Hóa đã chứng tỏ sức sống lâu bền, mạnh mẽ của dòng văn hóa văn nghệ dân gian trong cộng đồng cư dân qua các thế hệ. Đó là nguồn suối mát lành, nuôi lớn bao tâm hồn người, để họ mãi yêu, mãi gắn bó với quê mình Minh Hóa.